Chào các bạn. Tiếp theo những cái video của giai đoạn đầu thì hôm nay Hân sẽ chia sẻ đến các bạn một cái kinh nghiệm về cái việc lựa chọn diện tích xây dựng cho cái căn nhà của mình cho nó phù hợp. Thì nội dung này sẽ được chia làm 4 video tương ứng với 4 cái trường hợp dễ gặp nhất ở ngoài thực tế khi các bạn muốn quyết định, muốn lựa chọn một cái miếng đất phù hợp với khả năng tài chính của từng bạn. Hằng có thể tóm tắt ở video này gồm có nhà phố có 2 trường hợp, biệt thự cũng có 2 trường hợp. Nhà phố sẽ là một cái trường hợp chuẩn nhất cho các dạng nhà ở thông dụng phù hợp để bố trí được một cái không gian ở khoa học hợp lý, thì nó phải có chiều dài như thế nào, bề ngang như thế nào mà cho các kiến trúc sư dễ bề tư vấn lựa chọn, bố trí cái không gian bên trong được khoa học cho người ở là chính các bạn sử dụng cảm thấy nó thoải mái nhất, khoa học nhất và nó tiện nghi nhất có thể. Trường hợp thứ hai trong nhà phố đó là những cái trường hợp bất lợi dành cho các bạn có cái điều kiện tài chính nó hơi eo hẹp hơn người bình thường. Ví dụ như mình chỉ có tầm 1 tỷ hoặc dưới 1 tỷ các bạn cũng mua được một miếng đất, có thể nó sẽ không được đúng chuẩn chỉ như là một cái nhà phố đại trà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái thành phố lớn khác. Tuy nhiên mình cũng phải sai thôi, vì mình sẽ hài lòng với lựa chọn của mình trong khả năng tài chính của mình và mình cảm thấy cũng hạnh phúc. Hân sẽ chia sẻ cho các bạn 2 trường hợp đó ở 2 video sau đây. Và trong trường hợp biệt thự cũng vậy. Biệt thự nó cũng chia ra dạng 2 dạng biệt thự. Biệt thự có khoảng sân vườn lớn, ví dụ như các bạn may mắn sở hữu một cái diện tích đất có khuôn viên, tổng diện tích nó từ 1.000m² đến 2.000m², thì điều này là đơn giản rồi, chắc chắn nó là một cái căn biệt thự vườn đẹp. Dáng vẻ và cái vị thế của các căn biệt thự dạng này nó rất là uy nghi và bề thế. Đứng từ ngoài cổng mình cũng có thể thấy được cái điểm cao nhất của ngôi nhà là nóc mái, thì và một cái khoảng sân vườn bao la với nhiều cây xanh, nhiều tiểu cảnh, nhiều lối đi, nhiều những cái khu vực nghỉ dưỡng ngoài vườn, thì nó là căn biệt thự đẹp. Hân chia trường hợp biệt thự này gọi là biệt thự siêu biệt thự, nó có diện tích xây dựng và diện tích vườn rất là lớn. Cũng là một cái dạng biệt thự đại trà ở trong gần trung tâm thành phố, nó cũng được gọi là biệt thự vườn. Tuy nhiên cái bờ ngang của cái căn biệt thự đó nó không có được lớn và tổng diện tích xây dựng nó khoảng tầm 500m² trở xuống, vì nó có bề ngang, nó có sân vườn, tuy nhiên sân vườn là không quá lớn. Và cách mình bố cục cái sân vườn và cái nhà như thế nào để cho cái tỷ lệ đó nó hài hòa giữa diện tích vườn chừa lại và diện tích nhà, đảm bảo cái tiện nghi sử dụng theo yêu cầu của mỗi người, đó cũng là một cái việc trăn trở mà các bạn và các kiến trúc sư cần phải tính toán kỹ ngay từ đầu để mình có cái tỷ lệ vàng giữa nhà và vườn, làm sao căn nhà với tầm diện tích đó nó được tối ưu nhất trong cái không gian xây dựng và sân vườn còn lại, với cái chi phí đủ để các bạn trang trải trong cái khoản mà mình dự trù. Chính 4 video này khi tổng hợp lại nó sẽ là cái kinh nghiệm để lựa chọn đất xây dựng tối ưu phù hợp hầu hết với tất cả các trường hợp. Các bạn vui lòng đón xem nhé. Nếu các bạn thấy nội dung của kênh YouTube của LOUIS có giá trị tham khảo, các bạn vui lòng nhấn nút subscribe để Hân tiếp tục có động lực làm thêm những video chia sẻ kinh nghiệm quý khác cho các bạn tham khảo trước khi quyết định xây nhà. Cảm ơn các bạn.